Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Chiều ngày 6 tháng 6 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ năm 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã được thông qua với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội. Tân Phó Thủ tướng sinh năm 1963, quê quán xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Thành Long là tiến sĩ luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Trong quá trình công tác, ông có thời gian dài gắn bó với Bộ Tư pháp. Ông từng kinh qua các vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, rồi Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào tháng 11 năm 2011. Sau hơn một năm, từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, được điều động luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Thành Long trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, rồi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2016 cho đến nay.